Lúa là cây trồng tạo ra sinh khối lớn, phân bổ ở cả thóc và rơm rạ. Tính khối lượng khô, rơm rạ có khối lượng bằng 0,92 đến 1,33 lần khối lượng thóc, tùy theo giống và vụ. Nếu năng suất là 7 tấn lúa khô thì lượng rơm rạ sẽ khoảng từ 6,5 đến 9 tấn khô. Sau khi thu hoạch lúa lượng rơm rạ trên đồng ruộng rất nhiều. Việc xử lý rơm rạ sau thu hoạch là rất quan trọng. Đối với các vụ có thời gian thu hoạch đúng vào mùa khô, rơm rạ có thể thu về và sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau như làm nấm, cho gia súc ăn, che phủ giữ ẩm cho đất. Vì vậy rơm rạ có thể bán được, thu hồi vốn đầu tư. Trong một số trường hợp, rơm rạ khó bán, bà con nông dân thường đốt nhằm mục đích làm sạch bệnh trên đồng ruộng, sạch lúa ma, lúa rầy và trả lại kali cho đất. Hiệu quả của phương pháp xử lý này không cao, lại gây ô nhiễm khói nên không được các cơ quan quản lý nhà nước khuyến khích, theo nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Lúa Quốc tế IRI. Trong một tấn rơm rạ chứa từ 5 đến 8 kg đạm, 1,2 kg lân, 20 kg kali, 6 kg silic, khi đốt bỏ rơm rạ, toàn bộ lượng đạm có trong rơm rạ bị mất hết. 25% lân và 20% kali bị mất đi, chất silic còn lại nhưng do bị nung nóng nên cây lúa không sử dụng được. 1 hecta lúa, có 7 tấn rơm rạ, nếu đốt đi sẽ mất 50 kg đạm, 2 kg lân, 28 kg kali và toàn bộ silic. Nhận thức được xử lý rơm rạ trả lại dinh dưỡng cho đất là hiệu quả, nhiều bà con nông dân rất quan tâm. Và đã thực hiện xử lý rơm rạ bằng giải pháp vi sinh. Tuy nhiên, một số lý do làm giảm hiệu quả bao gồm một, Thời gian cho ruộng nghỉ giữa hai vụ ngắn, vi sinh không kịp phân hủy rơm rạ. 2. Giai đoạn chờ vi sinh xử lý rơm rạ thì trời mưa, ruộng ngập nước và làm giảm tác dụng của vi sinh. Khi rơm rạ không được xử lý triệt để, bà con nông dân sẽ gặp vấn đề ngộ độc hữu cơ. Bết phun trực tiếp lên rơm rạ sau thu hoạch, 5 ngày sau khi phun sẽ thấy rơm rạ bắt đầu phân hủy. 10 ngày sau khi phun rơm rạ không còn cứng, khi dùng máy sới rơm rạ sẽ đứt rời. Vi khuẩn Bacillus subtilis Còn có tên gọi là trực khuẩn cỏ khô, hoạt động mạnh mẽ, phân hủy hoàn toàn rơm rạ trong vòng 2 tuần, trả lại dinh dưỡng cho đất. Bacillus subtilis duy trì hoạt động ngay cả khi đồng ruộng ngập nước nên bà con nông dân hoàn toàn không phải lo lắng khi trời mưa trong lúc chuẩn bị đất. Propmet hoàn toàn tan trong nước, việc phun đều trên đồng ruộng trở nên đơn giản hơn khi sử dụng máy bay phun thuốc drone. Nhiều nghiên cứu cho thấy, Bacillus subtilis có tính đối kháng mạnh với các nấm khuẩn bệnh, việc bổ sung vi khuẩn này cũng phần nào làm giảm SDK áp lực bệnh trong đất. Định hướng giải pháp, đồng hành cùng nhà nông. Vững tin chất lượng, nhà nông thịnh vượng.